À, kính thưa quý vị, tiết mục kế tiếp là các em thiếu nhi trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ Ý sẽ gửi chúng ta một tiết mục rất rất đặc biệt, giấc mơ cánh cò. Những cánh cò chúng ta thấy trắng bay khắp nơi trên những đồng ruộng quê hương Việt Nam chúng ta, muốn hình ảnh không thể thiếu được, và đó là nét đẹp của văn hóa mà chúng tôi muốn đưa đến các em. Sau đây thì tiết mục giấc mơ cánh cò, tiết mục này được hướng dẫn bởi cô Quyên Trần, sẽ được các em thiếu nhi của câu lạc bộ tình nghệ sĩ gửi đến tất cả quý vị. Quý vị đến ngày hôm nay, đến giây phút này quý vị có thấy chương trình có các em diễn có hay không thưa quý vị? Rất là cảm ơn những chàng thổi tay của quý vị đã dành cho khuyến khích tinh thần cho các em. Ngay sau đây tiết mục giấc mơ cánh cò sẽ được các em thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ gửi đến quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn cho các em. Và bài hát này cũng được sẽ được quý vị gửi đến quý vị qua tiếng hát của bé Thục Nghi. Nắng dâng tươi khi mùa xuân.
đồng lúa ngát xanh bên dòng sông. Trâu cuốn lấy thân công đã vui chờ nhau. Cò trắng say cánh bay bên cánh đồng tôi. Cò bay núi cao biển sâu biết đâu cò về. Cò bay có nghe lời ru ý ơi à ơi. Cò bay biển sâu gặp nhau nước chảy đã. Cánh cò với giấc mơ nay còn đâu. Cảm ơn các con rất là nhiều. Những hình ảnh các em mặc tà áo dài trắng cũng giống như bài hát nói về cánh cò quê hương. Quý vị thấy rằng là người Việt Nam của chúng ta dù đi đâu, ở đâu, khắp nơi trên thế giới thì lúc nào cũng vậy. Chúng ta cũng mang theo quê hương của chính mình. Một hình ảnh rất là dễ thương. Một lần nữa dành một tràng pháo tay thật là lớn cho các con trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ.